Đầu tiên xin cảm ơn các chiến binh dũng cảm nhất vì đã giúp mình có đủ sự mạnh mẽ để thực hiện nội dung này. Nếu các bạn muốn trở thành một trong những chiến binh, hãy nhấn nút tham gia bên dưới để trở thành hội viên của kênh. Hai chào bạn đã quay lại với channel mình. Ok, quay lại với game Auto Chess Mobile nha. Trời ơi, giới hạn truyền thuyết. Chà, phải nghiên cứu cái giới hạn truyền thuyết này cứng cứng nè. Mình thấy có ngộ không? Và có Sarac Lancer. Bài này đi 9 world có vẻ hợp lý. À, bài đi 9 world rất hợp lý luôn. Nhưng mà biết sao? Đi 9 world coi chừng Knight nha. Knight nó xanh là cũng quải đó. Nhiều bạn nói Witcher. À, Witcher có thể đánh Knight được. Đương nhiên. Đương nhiên rồi. Nhưng mà trận này không có kiếm hồn nè. Là không có dựa vào 5 tiền được. Thì bạn phải dựa hết vô cái sức mạnh của cái thằng 3 tiền của bạn á. Là con Fallen đó. Mà Fallen bạn không lên được 3 sao thì gãy đó. Mà bạn nghĩ bạn lên được Fallen 3 cỡ nào? Tầm cỡ nào? Cho bạn giỏi lắm thì cũng phải level 8. Level 8 rơi vào đâu khoảng chừng 24-25. Cái đó gọi là hên đó. Thì bạn rơi vào đó thì nó ok, bạn thắng là đương nhiên. Tại bạn lên được Fallen 3 ở cái tầm 24-25 á. Nó đơn giản. Nhưng mà người ta xấu Knight ở hiệp 14-15 á. Có thể luôn nha. Và người ta có thể xanh ở hiệp 20. Mà đâu phải 24-25 là anh em có thể đi được Fallen 3 đâu. Mà anh em lại không có không có kiếm hồn nữa. Thì khả năng nếu mà giờ tệ đi, cho hiệp 30-31-32 anh em mới lên được Fallen 3 đi. Tệ đi nha. Gọi là 31-32 mà bài gọi là vừa đủ đẹp á, là vừa có đồ vừa này kia luôn á. Thì Knight nó có thể nuôi một con ngựa 3 rồi. Tại vì anh em 3 tiền, nó cũng 3 tiền. Một con ngựa ba với cái lượng đồ như anh em có đang có qua khỏi hiệp 30 á, nó ít ra nếu mà bài nó xanh nó có hai món đồ cuối. Mình không cần nói gì bây giờ, mình không cần nói gì, nó chỉ cần một cái giáp xương, một cái giáp xoay thôi. Chưa cần biết nha bạn, một cái giáp xương, một cái giáp xoay thôi là thấy anh em Fallen 3 hơi ấy ấy rồi đó. Hơi ấy ấy là mặc dù biết là sát thương chuẩn đó. Mặc dù biết là sát thương chuẩn đó, nhưng mà biết sao? Nếu mà nó có thêm chén thánh thì là cái trang bị thường, chưa cần lên trang bị cuối nè. Lên chén thánh thêm một cái xíu cái búa đồ này kia đó, mấy cái đồ đam đam nhỏ nhỏ mà còn không lên full tăng cũng được. Một cái giáp xương và giáp xoay nó tiếp cận con Fallen 3 của anh em là đánh kiểu gì, chưa tính tới việc là nếu mà nó mà chơi mà cục xúc hơn nữa, nó lên cái giáp băng nữa thì thôi luôn. Nhảy gần anh em nó xòe cho một cái thì không có đường mà đỡ luôn. Làm gì có mà có tốc độ đánh mà đánh mạng. Giáp xương nó giảm tốc độ đánh rồi mà nó còn giáp băng nữa thì ôi giời ơi, đúng kiểu là Fallen đứng nhìn luôn. Tùy thôi. Thằng nào xanh thì thằng đó win thôi. Biết là bộ khắc chế đó nhưng mà bộ của Knight nó dễ chơi quá. Anh em phải lên 3 sao, còn nó đâu cần phải 3 sao để nó khỏe đâu. Nó chỉ cần 2 sao thôi là nó đã khỏe rồi. Xấu Knight 2 sao thôi, dạng đời giai đoạn đầu đó, nó bá đạo luôn. Từ hiệp 15 tới hiệp 20 anh em lấy gì anh em cản nó. Lấy gì anh em cản nó, biết anh em xét tinh chuẩn đó mà anh em có đủ đam chưa. Anh em có đủ đam chưa. Fallen thì có thể đi rui rủng rồi này kia để kiếm được Fallen 3 sớm thì cũng được. Cũng được, nhưng mà không có đồ quá không. Đồ đâu, chưa có. Nói chung là đối với mình đó nha, Knight bây giờ là một trong những cái team imba. Anh em nói Witcher có thể mạnh thì đương nhiên Witcher là họ chưa bao giờ yếu. Mình đã nói là Witcher chưa bao giờ yếu, kể cả cái việc con Fallen nó được buff 2 bản update liên tiếp, mình đã nói rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà nó vẫn phải 3 sao. Chứ 2 sao không ăn tiền. Đó, anh hiểu không? Nó vẫn phải 3 sao và nó 2 sao không ăn tiền. Mà về cuối Knight nó có nhiều lối đi hơn thằng Fallen nhiều. Anh em bắt buộc anh em phải Fallen 3, còn nó đâu cần lên ngựa ba anh em. Nó thích thì nó có thể đi theo cái dạng là canon 2 hoặc là nó kẹp bất cứ cái con 5 tiền nào cũng được vậy. Tại Knight mà nó kẹp 5 tiền thì thoải mái quá, sao rạc 2 cũng được. Nói chung nó có nhiều cách để chơi. Nói chung là nó có rất nhiều cách để mà kêu bằng gì ta. Nó có rất nhiều cách để mà thoát khỏi cái tầm ảnh hưởng của Witcher. Còn anh em Witcher rồi thì anh em chỉ đi được cái đường đó để anh em chơi nó thôi. Mà anh em không đi tới gọi là chí tôn thì thôi, xong. Dễ gãy lắm. Anh em mà không đi tới chí tôn thì thôi.
là nó phải đi quýt chơi rồi thì nó phải nằm ở cái tầm mà gọi là chí tôn vương giả thì nó mới gọi là chắc thắng. Còn cờ nai nó đi phè phè phẩm phởn vậy thôi, bèo nhèo nó vô được top 3 rồi. À, bèo nhèo là nó vô được top 3 rồi, nếu mà nó thích thì nó có thể vô được top trong nếu mà nó xanh. Còn anh em mà không xanh là có thể anh em không đi vô được top 3 luôn á chứ. Rất khó nha bạn, không phải dễ chơi đâu nha. Nhiều nhiều cái đi quýt chơi thì nó đặc biệt là cái trận mà không có kiếm hồn. Một cái trận không kiếm hồn là nó cái gọi là gánh nặng nó dựa hết vinh vai con phô linh. Mà anh em xoay phô linh không ra thì khó. Nhưng mà bài này thì không đi cờ nai đi cái gì. Anh em cho mình một cái coi, bài hai ngựa như vậy mà nó không đi cờ nai thì đi cái gì. Anh em cho mình một cái gọi phát biểu coi, bài hai ngựa mà nó ra đồ như nó ra bài như vậy nè mà không đi cờ nai đi cái gì giờ. Lại phải đi cờ nai nữa thôi. Bây giờ thì thích thì chiều thôi bạn, khổ khổ lắm. Nhiều 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 khi là nó cũng không không muốn được đâu. Rồi nhiều anh em hỏi bây giờ khắc chế bộ God con ác mộng như thế nào. Dễ quá trời, Doom hết. Nhưng mà Doom bây giờ nó không giống Doom xưa nữa rồi. Doom bây giờ nó không giống Doom xưa nữa rồi, cho nên là nói chung là cũng 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 tạm tạm ổn để có thể thôi. Nhưng mà bạn biết không, nếu mà bài đi xấu qua lốc á, nó có nhiều con để gánh lắm chứ không phải một con đó để gánh không. Nó có nhiều con để gánh lắm. Đặc biệt là nó có thể chơi Wonder Combo theo kiểu là cái dạng là rim tất dịch chuyển. Rim tất dịch chuyển, mình cho bạn xem một cái rim tất dịch chuyển nó đưa qua cho cái bài mà phun nước miếng chưa, hoặc là theo kiểu đưa ra cái bài mà nó kêu bằng cái gì, Doctor, Doctor quăng bình thuốc, Doctor quăng bình thuốc mà nó kết hợp với rim tất. Các bạn nhìn thấy bên kia nó ăn thuốc, ăn bình thuốc mà nó vào đầu giống như kiểu là thôi no mấy kiếp luôn. nó bạn thấy nó quăng bình thuốc vô đầu tụi kia mà giống kiểu là no mấy kiếp luôn, chết người các bạn chứ không đùa đâu, thiệt. Kiểu mình kiểu cảm giác giống như bây giờ mà thằng này mà nó dịch chuyển qua kia, nó quẹt một mực một cái, mình chỉ cần cái con đốc tờ nó quăng bình thuốc vô đúng vô cái combo mà thôi. Nhìn bên kia nó ăn bình thuốc đến khi mà no thì thôi. Cái rồi thằng này đi Hunter, một thằng Hunter. Hunter dễ trị, Hunter dễ trị bạn không? Hunter thì cờ nai xin lỗi không có tuổi luôn. Xin lơ. Nếu mà cờ nai mình xanh thì Hunter không có tuổi nha. Ok. Hunter thì dễ trị, chỉ có sợ là mấy thằng khác thôi. Hunter dạo này nó chính Hunter cái tỷ lệ đẩy lùi của nó bị giảm giảm đi á. Cái tỷ lệ đẩy lùi của con Hunter nó bị giảm đi cho nên là cũng tội nghiệp Hunter lắm. Biết là chính Hunter là khắc chế được những con mà team sồ là giống như cái team áp sát mạnh á. Áp sát mạnh thì Knight cũng là một team áp sát rất là mạnh. Mà chính Hunter hồi đó thì chuyên khắc chế mấy cái team như vậy, nhưng bây giờ khác rồi. Tỷ lệ đẩy lùi này thì cũng không ăn thua đâu. Nó giảm như đó thì nó vẫn đẩy lùi thôi. Nhưng mà biết sao, Knight nó đâu phải là chỉ có cái những cái con mà cái con tay ngắn đâu bạn, nó có tay dài nữa. Nó có tay dài nữa bạn. Cho nên là khó lắm chứ không phải là dễ chơi đâu. Bạn phải bắn những con mà theo kiểu là sồ vô. Nhưng mà bây giờ Hunter lại có cái là sao, nó chỉ bắn những con thấp máu thôi. Mà mấy con tăng cơ mà nó nhảy vô người bạn là đa phần là những con nhiều máu. Như vậy là bây giờ bạn không có đánh những con ở gần mà bạn đánh những con ở xa. Mà những con ở xa thì sao, thường là đam carry của nó là sao, nó có hút máu á, có khi không chết được. Rất tội nghiệp luôn. Hunter bây giờ nó dướng vô cái nội tại của chính nó, phải không? Nó bị hãm hại bởi nội tại của chính nó. Mình chưa bao giờ thấy một cái đội hình mà bị gọi là tự vả kiểu vậy. Đội hình tự vả kiểu đội hình chính Hunter là để làm gì, để đẩy lùi đối phương, để đẩy lùi ai, đẩy lùi những cái thằng mà nó áp sát vô mình, đẩy lùi nó ra, đẩy lùi nó ra cho nó xa ra. Nhưng bây giờ lại nội tại nó lại có thêm cái tỷ lệ là bắn vô những con thấp máu, và thấp máu thì thường là những con ở đằng sau. Bắn những con đằng sau, còn những con đằng trước á nó vẫn đánh mình được. Mà những con đằng sau các bạn nó bị giảm tỷ lệ để lùi thì những con đằng sau rất có thể nó vẫn đánh bạn được, kiểu như là bây giờ ai đánh bạn cũng được hết mà bạn đẩy lùi người ta không ăn thua. Còn những con kế bên bạn thì bạn không bắn. Kiểu như Hunter một cái bộ mà giống như là tự tự vả vậy đó. Mình cũng không hiểu luôn tại sao nhà phát hành lại update một cái option mà theo kiểu giống như là
nó tự nhục kiểu vậy, nhưng mà thì giờ úp đôi thì giờ phải chịu chứ sao, trừ khi là nó chỉnh sửa cái gì đó, chứ còn bây giờ làm cách nào bây giờ. Tự nhục luôn mà, kiểu đúng kiểu là đúng kiểu là cái một cái bộ chủ yếu là đẩy lùi để sợ mấy con nó áp sát, để sợ mấy con áp sát. Ui, nó 4 tiền 2 sao luôn ạ. Ui, 3 rồng chứ nhờ. Chết 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 rồi. Ôi, thiên mệnh anh hùng, thiên mệnh anh hùng đây rồi bạn ơi. Pha này thì lấy cái trước tiên là lấy cái súng, không chạy đi đâu được. Pha này lấy cái súng xong lấy cho mình một cái tóc đánh nữa, lấy cái tóc đánh nữa, gậy gỗ, đúng rồi, đưa vô. Từ từ đưa vô trước đi, còn kia tại vì có một kiếm gãy nữa cho nên là không chọn được, đưa vô vậy luôn. Trời đất ơi, sao mà tới công chuyện vậy ta, bây giờ ba rồng nữa là ngon nè. À, thằng này đi phô linh đây rồi, có một thằng đi phô linh rồi, thấy chưa. Giờ bây giờ Hunter mà gặp Assassin thì chạy kiểu gì, Hunter gặp Assassin chạy kiểu chó gì được giờ ta, mình cũng không hiếu, không không biết là chạy kiểu gì được. Assassin mà gặp Hunter bây giờ chắc là nó vả vào mồm đôm đớp. Hunter đã hồi trước đã sợ Assassin như giặc rồi. Còn bây giờ gặp ông cố này bắn theo kiểu bắn con thấp máu nữa, mà mấy con mà sồ vô bạn mạnh thường những con nó đa phần là những con mà nó được dùng đồ, và dùng đồ thì máu nó cao lắm, nó đâu có thấp đâu. Mà nó Assassin thì nó gạt Hunter chừng cái đi bầy, chứ không phải là cái điên con nữa, cái điên con nên còn đơn giản quá đó, gặn cái đi một bầy. Mà bây giờ nó lại mà bây giờ nó lại theo kiểu vậy thì úi giời, mình cũng không hiểu kiểu gì luôn á. Đây là một trong những một cái update mà nói thiệt luôn, một cái update mà Hunter khóc không thành tiếng luôn. Một cái update mà Hunter khóc không thành tiếng luôn mà cay vậy. Ai à, hai con rồng một, bây giờ vẫn thiếu con rồng nữa. Con rồng nữa thì không có con rồng nào ngon mà con ra. Ra nó có hai xuyên. Được thì mình đi 6 xuyên luôn, tại trong cờ nay đã có một xuyên rồi. Trong cờ nay đã có một xuyên mà trong ba rồng lại có hai xuyên nữa. Thì không có lý do gì chúng ta không đi đi rồng rồng xuyên hết các bạn, thấy không? Tại vì rồng bây giờ là mình có thể đi 6 cờ nay 6 xuyên ngon mà. Không có lý do gì mà anh em chơi 6 cờ nay 6 xuyên hết á. Đã xấu rồi, nay đã khỏe rồi, bây giờ nó còn chết mà nó không chết được, mà nó còn đánh thêm mấy phát nữa mà giáp đối phương lại giảm nữa, thì rồng với lại ngựa rồi kia nó gặt cho thì bằng chết. Hai thằng đầu bảng, thằng 8 thằng 5, ghê không, thằng có chuỗi 8 thằng có chuỗi 5, được, để tao tao húp hết cả hai. Nếu bây giờ gặp là húp cả hai luôn bạn, mình có rồng hai, bây giờ mình chỉ cần ba rồng thôi, mình xin lỗi luôn, tiễn hai nó về nước luôn. Nói vậy đi cho anh em dễ hiểu. Bây giờ cầm rồng 2 4 tiền 2 sao nha bạn, hiệp thứ 13 mà mình đã có mấy được hai hiệp rồi. Bây giờ thuộc dạng là cha chú. Trời đã vậy còn lên được ngựa 2 nữa, mãi đỉnh. Mãi đỉnh luôn anh trai ơi. Còn gì để nói nữa bạn. Đói giời. Còn gì để nói nữa đâu, thế thôi, tự hiểu y. Tự hiểu y ba anh vậy thì cũng nói gì được nữa bạn, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Đây là một trong những con bài mà mơ ước luôn bạn, phải như trận nào vô cũng được như vậy thì thôi xin lỗi nha. Trận nào vô cũng được như vậy thì thôi, cuộc đời này, cuộc đời vẫn đẹp sao, nhân gian này thật thú vị, kiếp sau ta lại đến. Trận nào mà vô cũng được y như vậy thôi. Thua kiểu gì bạn không? Bây giờ kể cả rồng nó chưa biến mà bên kia nó đã bị cài nát bởi con ngựa rồi. Con ngựa bây giờ bạn nghĩ con ngựa bao nhiêu đam? Con ngựa nó được cộng đâu phải là một hơn 100 đam rồi. Mà con ngựa 2 cộng hơn 100 đam thì bạn lấy cái gì bạn đỡ? Nó húp được cái chuỗi luôn nè. Ngon chưa? Nó húp được cái chuỗi 6. Trời ơi, tưởng được cái chuỗi to, ai giờ húp được cái chuỗi 6, thằng chuỗi 8 mất chuỗi rồi. Rồi, hiệp quái thứ 15 này rớt gì? Mình nếu mà cần thiết bây giờ rớt cho ta mình cây gậy gỗ là ngon nhất. Lên cái búa xét. Xong rồi cái mình lấy cái một cây kiếm gãy kia mình lên được cái chùy máu đó thì thôi khỏi phải bàn.
lên một cái gậy gỗ, lấy cái búa sét là ngon nhất. Thì rồng mà đi với búa sét là không có chê vào đâu được các bạn, mình nói thiệt luôn, con rồng 4 tiền này đi với búa sét á là vô địch. Tại sao? Nội tại nó đã có đánh lan rồi, búa sét lại có đánh lan nữa, cho nên là nó lia một cái là đã lắm, súng đồ này kia đó là tuyệt vời các bạn. Nhưng mà bây giờ nó con rồng nó hơi phèn, tại sao nó không có biến được. Cái skin rồng này là cái skin mà bữa hổm anh em chơi đó, cái skin con rồng xanh nè. Rồi ra cái đất này thôi chết rồi, ra đất này phèn quá. Con rồng này là rồng xanh đó bạn, bữa hổm bạn chơi đó. Mình thì bữa hổm thì mình không có chơi, tại sao? Event đó mình có skin rồi, mình không có thèm lấy nữa, mình để slot cho mấy bạn. Mình để dành gọi là sao, hết sức nhường nhịn rồi đó. Chứ không là mình lấy thêm một cái nữa cũng được vậy, nhưng mà không cần thiết, tại mình có rồi. Mình có rồi, vậy mới mốt cái mình cần thêm một cái, mình chỉ cần mua thêm một con rồng máy nữa. Con rồng máy này mình sẽ để ở 3 sao đó, là con rồng đỏ ở 1 sao, con rồng xanh ở 2 sao, lên 3 sao thành con rồng máy, nó ngon chưa? Không, mỗi bộ skin mình chỉ cần một mảnh thôi, mình để vô như vậy thôi, chứ lấy nhiều mảnh làm con mẹ gì. Hai con giống nhau y chang thì lấy nhiều mảnh làm cái gì? Phải như hồi trước đó, nó giống nó 3 con thì sao, là 1 sao nó khác, 2 sao nó khác, 3 sao nó khác thì còn thèm lấy. Chứ giờ con hai cái mảnh giống y chang nhau, lên level giống như là không có gì ấy, thì thôi mình thà mua 3 bộ skin khác, mỗi bộ một mua một mảnh đó, thì mình chơi như vậy ok, nó vậy nó sẽ đẹp hơn. Chứ còn bây giờ ba bộ 3 mảnh giống y chang nhau thì đúng kiểu là chơi cho có thôi bạn, kiểu giống như là không có cái gì để vô cho nó có thôi. Chứ còn mà có thì mình sẽ sử dụng những cái skin khác, nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Trời ơi, thổi à, trời ơi, thổi à, trời ơi, nó thổi à. Quơ thì bây giờ dưới 50% máu thì nó có cái option, nó có cái khung giáp nó xoay vòng vòng đó, nó sẽ tăng giáp lên thì thôi, cô không nói. Cô không nói đi, tăng giáp thì sao bạn? Tăng giáp thì sao? Không có ăn thua à. Tăng giáp chủ yếu lấy lại cái phản đam lớn thôi, nhưng mà thôi. Thật sự luôn, đối với mình bây giờ chính quơ nó phải mạnh từ nội tại, chứ mà nó mạnh bằng cái option mà tăng giáp đó thì không ăn thua rồi. Mạnh nội tại là sao? Bạn phải có xanh, bạn lên được 9, bạn lên được 5 tiền. Chính quơ không có 5 tiền chắc chắn thua. Chính quơ không có 5 tiền thì không có ăn tiền được bạn không? Có thể 5 tiền nào đó, thí dụ như giờ bạn có thể sử dụng như giờ chính quơ ngủ không cũng được, chính quơ Canon Granny cũng được, con nào cũng được, chính quơ chú quỷ sao đoạt laser gì đó tùy bạn. Nhưng mà tóm lại là phải có 5 tiền ở trong đó, chứ còn nội tại của bộ chính quơ nó chỉ là một bộ phòng thủ đơn thuần. Phòng thủ đơn thuần, nó không có option theo kiểu là cái dạng là bất kỳ tăng tấn công nào hết, cho nên là cũng trời ơi thôi mà. Bài này bây giờ ra cái gì, ra cho tao con rồng 3 tiền đi, trời đất ơi. Rồng ra đó, ra con rồng ra một cái là sẽ là ngon rồi. Kiếm 3 rồng nãy giờ không có. What the fuck? Xạo chó dữ vậy trời. Kiếm 3 rồng nãy giờ không không ra. Con rồng phèn, rồng đi bộ à. Mà gà đi bộ tao còn ăn chứ rồng đi bộ ai thèm. Mà tao nuôi mày để ăn hả? Đâu có. Chiến tướng của tao thì phải biến liền, biến hình được liền chứ. Hồi trước bạn thấy không, cái con rồng này đâu, bạn thấy cái skin của con rồng này màu xanh này, thì cái con tướng nào ngồi trên con lưng rồng á, nó cầm cây trường rất là đẹp nha bạn. Nó cầm cây trường rất là đẹp luôn, bạn nào zoom lại coi bạn sẽ thấy cầm trường rất là ngon. Nhưng mà hồi trước thì có một cái gọi là sao, tại sao biến rồng rồi cái con tướng nó rớt đâu mất rồi. Con tướng đâu rớt đâu mất các bạn, mình nghĩ là nó bị nuốt vô á. Con cái thằng cưỡi là chỉ là đồ ăn dự trữ thôi. Đồ ăn dự trữ lúc nào cần thiết đầy mana cái là tao nuốt cái thằng ở trên vô, tao biến thành con rồng xịn. Tao biến thành rồng xịn phải không? Đó, còn mất tiêu thằng tướng rồi, mất tiêu thằng cưỡi rồi. Con rồng đi bộ á, thì con được cưỡi, mà con rồng bay thì không được cưỡi. Biết sao không? Tại vì nó thằng kia bị nuốt vô là làm đồ ăn dự trữ biến hình á. Biến hình nó tốn mana với bộ, nó biến hình nó tốn đủ thứ hết á, cho nên là mana không là chưa đủ, nó phải cần thêm thịt á, cho nên là nó nuốt thằng ở trên vô. Thằng ở trên giống như kiểu là hết thằng này cái trận khác ta cấp cho thằng khác để vô làm thịt dự trữ. Kiểu như đem thịt dự trữ đem lâu quá nó không tươi, con này mình phải nuôi thằng này sống luôn, đến lúc cần nuốt luôn vô. đến lúc cần nuốt luôn vô biến hình đánh cho nó mạnh.
Nó bạn thấy không? Đó. Trời đất ơi, mình có gọi là có nghiên cứu đàng hoàng. Mấy bạn có nghiên cứu đâu, bạn thấy biến hình con rồng không à? Mấy bạn đâu có nghiên cứu đâu, mấy bạn đâu thấy vậy thôi, chắc là vậy thôi chứ không? Không, mình nghiên cứu nó phải sâu hơn. À, mình nghiên cứu nó phải sâu hơn, mình phải giải thích được cái vấn đề đó, thấy chưa? Bây giờ nó đầy mana sớm nhưng mà con thằng tướng vẫn phải biến nha. À, còn thằng tướng vẫn phải nuốt vô, kiểu như biến hình mana không là chưa đủ, nó phải có thịt nữa. Ơi à, đúng không? Đúng, rồng mà rồng biến hình nó phải có thịt đồ, hà đồ chứ, đúng không? Biến hình là nuốt cái thằng ở trên vô là xong, là biến được liền. Nhây vậy. Rồi up 8 thôi, là up 8 bây giờ lấy gì? Up 8 bây giờ lấy 6 grenade cái nhẹ chứ gì đâu ha. Up 8 lấy 6 grenade cái nhẹ đó. Bây giờ 6 grenade đâu, bước vô đây đụng tao thử coi. Đâu thằng nào tới đây? Bây giờ hiệp thứ mấy? Hiệp thứ 19 là mình đã có 6 grenade rồi, mà bài này 6 grenade mà mình có rồng 2 nha, ngựa 2 nha. Con ngựa này bây giờ phải hơn 200 dam. À, con ngựa này của mình bây giờ phải hơn 200 dam, mà bạn nghĩ đi. Với 200 dam với lại 200 dam nội tại nữa là con ngựa 5 năm xị. Ngựa 5 xị mà nó gặt vào mồm một cái thì răng không rụng hết là cả vấn đề đó. Nào, 9 trận thắng liên tiếp liền, đâu phải là mình yếu bạn. Từ khi mà mình có con rồng 2 là mình chơi đơn giản hơn rất là nhiều luôn. Từ khi có rồng 2 là cảm giác như ok. Dễ, trời rớt áo choàng má ơi. Rớt áo choàng một đống. Ba bốn cái áo choàng rồi, không biết rớt áo choàng vậy để làm gì nữa. Rớt áo choàng nữa, trời đất ơi, hay thiệt luôn, là đương nhiên lấy cái cuốc à. Cái cuốc này sẽ giúp cho chúng ta có, trời ơi, trong đây giáp da bò, đồ đạc như vậy thì chết mẹ rồi. À, không ăn tiền mẹ ơi, thiếu đồ quá, ba món không chọn được. À, còn bây giờ cái kia thì bây giờ lấy vực thẳm là ngon nhất, nhưng mà bạn nói thiệt không, vực thẳm làm cái gì? Đi cờ nai là có kháng phép rồi, lấy vực thẳm kháng phép nữa thì thằng phép sao chơi? Ừ, bây giờ set up xấu human nha, hay là mình đi theo kiểu xấu xuyên luôn ta? Xấu xuyên thì mình chỉ cần thượng level 11 thôi, đâu có cần phải nhiều. Đâu cần phải nhiều đâu, cho nên là cũng đang phân vân, không biết có nên đi xấu hu mình không. Xấu hu mình đi thượng đẳng luôn thì rồi đi thượng đẳng luôn thì có nhiều slot khác nữa. Ok, thổi kiểu gì bạn, sao thắng được? À, sao thắng được? Rồng của mình không có đồ nhưng mà đam to đấy, đam to đấy, trâu. Còn mấy con kia thì trâu máu đấy, không đùa đâu. À, muốn ăn mình là cũng gọi là thiên nan vạn nan á. Trời nó cứ hay dữ trời, hay dữ trời, ra con chó hay luôn à. Con chó hay này bỏ xấu rồi, nay lấy con chó này cũng không 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 không, không được gì nha. À, Agli Gnai 2 được đấy, bắt đầu thấy hơi trâu trâu rồi đó. Có 6 Gnai thì nó siêu trâu rồi, còn bây giờ không có 6 Gnai như vậy thì chúng ta lấy cái 2 sao ra mà chơi thôi, đúng không? Thôi con rồng mãi đỉnh luôn mày. À, con rồng mãi đỉnh luôn. Không, ôi, 190 thôi chứ chưa được 200. 190 là cũng gọi là ok rồi, đâu có chê được bạn. Thật sự luôn đó nha. Trời đất ơi, ra đồ ra ra tướng kiểu gì đây? Hu mình hu mũng đâu đâu trời. Thấy rồi, ngựa rồi, có trứng nữa, thôi chết rồi, ngựa ba rồi bạn ơi, ngựa này ngựa ba rồi. À, mình thấy nó cái màu này giống ngựa ba lắm. Có trứng hai ngựa nè, một ngựa trong kia thì bây giờ là được hai ngựa hai rồi, 70% rồi, giờ còn thêm ba con ngựa nữa thôi xong. Ngựa ba một cái là khỏi phải bàn. À, nói thẳng luôn, ngựa ba một cái là thua kiểu gì bạn. À, ngựa ba được thì giờ chỉ có gặp những cái đội hình mà nó theo kiểu cái dạng là nó khắc chế gọi là dữ dằn kìa, chứ không là cờ nay này mình không phải đi cờ nay phép nha. À, trận trước á, mình đi cờ nay phép nó khác, trận này mình đi cờ nay khác, mình đi cờ nay xuyên. À, đi cờ nay đam tay, còn trước là đi cờ nay phép. À, đi cờ nay phép thì giờ dùng đam cho già thì đúng rồi,
À, còn đi Decanine như vậy á, thì chúng ta sẽ dồn đam nó chia ra ngựa hoặc là rồng, hoặc là Sarak Ranger nếu mà có Canon Rennie thì dồn cũng được. Còn nếu không á, thì có thêm 5 tiền. 5 tiền đi Decanine, đi 5 tiền nào cũng được bạn. 5 tiền nào cũng ăn tiền hết đó, bạn không? Đi Decanine 5 tiền nào cũng được hết. Ngộ Không, Chúa Quỷ, Sarak Ranger, Shining Assassin. Tóm lại 5 tiền nào có đam mà đưa vào lấy tiền. Mèo 5 tiền cũng được luôn đó, có đam là được. Tại vì cái búp của nó là búp cho toàn team mà, nó lại quá đỉnh chứ, phải không? Không cần thiết là mình không cần biết là 5 tiền nào, miễn là 5 tiền nó có đam, mà có đồ mình có thể đưa cho nó xài là mình đưa qua là 5 tiền đó nó ngon. Còn 6 grenade chủ yếu để tăng với lại để búp thôi. Chứ còn mà 5 tiền nào dùng cũng được á. Còn không có 5 tiền thì dùng bộ grenade sao được, còn có 5 tiền thì dùng 5 tiền thế thôi. Nó như vậy đó. Trời ơi bạn coi, rớt áo choàng, rớt ba cái áo choàng mà mình không biết rớt áo choàng làm con mẹ gì luôn á. Ok, Tissue à, ngon đấy. Ok. Quả cầu giật thẩm thì kháng phép, nhưng mà bây giờ dư quá mình ghép thôi, chứ bây giờ cũng không biết là ghép cái đó được cái gì, nên không có thằng nào đi phép mà mạnh á. Thường là sao, chúng ta phải gặp một thằng đi phép rất mạnh thì chúng ta mới nghĩ tới vực thẳm. Còn không thì chúng ta có thể vĩnh hằng là nó sẽ búp cho team team gọi là một một cái con đó nó ok hơn. Nghĩ tới vĩnh hằng nhiều hơn. Còn cái vực thẳm này là cái trang bị sau, đa phần nếu mà gặp một cái team phép rất mạnh mình vĩnh hằng chưa đủ đó, thì mình mới lên thêm cái vực thẳm này. Thôi lấy mảnh minh hồn chứ nhỉ. Lấy mảnh minh hồn chứ, tại sao lại không lấy tóc đánh nha. Đương nhiên lấy mảnh minh hồn rồi, đưa vô trong rồng nó thêm tóc đánh vô chứ. Ok, đồ đạc như cứt vậy đó, thiệt luôn, nói thiệt luôn, nó không không hoa chứ, đồ đạc là giờ chỉ chọn ngẫu nhiên thôi. Hay, đúng rồi, hay hay lắm đồ. Rồi khoan, giáp da giáp xương này, mình lấy giáp da bò này mà có thể ghép được cái giáp giáp xương đó. Mà giáp xương thì nó đa phần thì chúng ta sẽ sử dụng cho những con tay ngắn nhiều, ít có sử dụng cho những con tay dài. Tại sao? Giáp xương nó phải có những cái con đối phương phải ở xung quanh nó thì nó mới ngon. Chứ còn mà ở xa quá thì cũng không ăn tiền. Đặc biệt nếu mà bạn đi tay dài nhưng mà đối phương là những con assassin hoặc là những con mà sồ vô mạnh đó, thì bạn ghép giáp xương cho tay ngắn thì đúng rồi, tại nó nhảy ra hàng sau nó gặp tay ngắn trước. Mà giáp xương thì những con nào đứng kế bên nó mà đối phương đó, thì thôi ăn bùa ngập mồm. Ăn bùa ngập mồm giống như bùa ngủ độc vậy đó. Dạo này tự nhiên ghiền chơi Võ Lâm lại, thấy bữa hổm mới không phải bữa hổm mới mới đi gọi là đi qua cái tiệm nét, nhưng mà đi mình đi tiệm nét để coi cái mặt bằng thôi. Nhưng mà mình thấy người ta chơi Võ Lâm mà sao giờ dạo này Võ Lâm cũng chuộng nha. Vô mà một một cái dàn máy đó khoảng 50 máy mà thấy chứ không phải 30 máy cho Võ Lâm. Cái tự nhiên ghiền ghiền cho Võ Lâm lại. Mà mình nói thiệt luôn, mình đã bạn không biết gì chứ bạn mà đã chơi Võ Lâm mà nó dính rồi á, tốn thời gian cực kỳ luôn. Mặc dù bạn nói treo ô tô đúng không, nhưng mà trong đầu bạn lúc nào nó cũng sẽ nghĩ tới cái game đó, không bao giờ bạn dứt ra được. Thật sự luôn, trong đầu lúc nào mà cũng nghĩ tới cái game á. Giống như chơi game như vậy đi, mình chơi game auto chess đi, chơi hết trận xong đâu nghĩ tới cái game nữa anh chị. Tao thắng rồi, tao thắng chơi xong rồi. Còn Võ Lâm dù bạn có treo máy bạn đi đâu đó, nhưng mà trong đầu bạn nghĩ không biết giờ nó treo sao, lượm được cái gì, hay là nó farm được nào, có nào đồ sát không, kiểu như vậy. Lúc nào nó cũng phải nghĩ tới, tốn thời gian cực kỳ luôn. Cho bạn nào chưa biết, tại mình đã từng một thời gian chơi Võ Lâm nó rất là nghiện. Nó tốn thời gian cực kỳ luôn, là đã chơi rồi nó sẽ không có một cái gọi là một cái điểm dừng nữa đó. Kiểu giống như vậy phải không? Mà bây giờ thì mình không có cho phép được như vậy nữa. Giống như có một cái thời gian nó đọc truyện, mình đọc truyện tranh ha, mình đọc truyện tranh, mình đi mướn truyện về mình đọc truyện luôn, dính mất thời gian cực kỳ luôn. Xong đó mình chuyển qua đọc đọc sách mà tiểu thuyết truyện chữ, kêu bằng tiểu thuyết, cũng mất thời gian cực kỳ luôn. Đúng kiểu là mình mê môn nào là môn đó gần như là chiếm toàn bộ thời gian luôn. Nhưng bây giờ không có thời gian rảnh như vậy được nữa để làm đó. Nghĩ đi, mình hồi trước á, mình muốn một cái bộ truyện đó về gần 60 tập mà 60 cuốn đó, 60 cuốn mà mỗi cuốn nó bự nó dày vậy nè. Mà bạn có tin không, 60 cuốn đó mà
4 ngày mình đọc hết 60 cuốn đó. Và cái thời đó là thời năm lúc mà mình học cấp 3 đó. 4 ngày thôi mình đọc 60 cuốn sơ cuốn truyện. Kinh khủng luôn á. Mà mình đọc cái tốc độ mà kiểu giống như là giờ, là kiểu như là rất chậm rãi và nghiền ngẫm nha. Nhưng mà phải không? Có thời gian là mình sẽ đọc. À, nó tốn thời gian cực kỳ luôn. Gần như 4 ngày nó không làm được gì. Gần như 4 ngày nó không làm được mẹ gì. Chỉ đi 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 học về nhà xong rồi lật ra truyện đọc đọc tới khoảng 2-3 giờ sáng luôn á. À, lên trường bắt đầu tới nghiện tới mức mà đem lên trường. Nhưng mà sợ biết không? Sợ đem lên trường nó hư. Nó hư trả chuyện người ta chửi cho nên không có dám đem lên trường. Chứ mình nói thiệt đem lên trường cũng được nữa. Đó thấy chưa? Đó lên lên vào thượng đẳng liền. Nói trời ơi mà đồ đạc thấy chán dễ sợ luôn. Mình nói thiệt cái đồ này mà cái đồ này là mình chấm khoảng được 3 điểm. Đồ nó không vô. Đồ bơm được nha. Bơm nếu mà bạn đi xấu xuyên mà để con bơm 2 vô coi. Bơm nó nổ banh xác luôn. Lột đồ mà bạn nghĩ đi, thường thường người ta phá bơm á, bạn thấy mấy ông phá bơm không? À, đeo mấy cái bộ nó dày lắm nha. À, xong rồi đi sát vô trái bơm á, gỡ bơm mà hên lâu lâu nó mới nổ nha. Mà đã lúc nào người ta cũng phải mặc cái đồ nó dày vậy. Mà dày vậy chưa chắc là bảo vệ được tính mạng của bạn nha. Ở đó cơ bản là nó sẽ giúp cho bạn có thể là tránh những cái đòn mà nó chết liền, nhưng mà cũng chưa chắc gì là nó sẽ không chết sau. À, kiểu giống như vậy. À, mà bạn hiểu đi, bây giờ lột hết đồ ra mà bơm này chắc chắn nổ luôn. Thì bạn hiểu đi. À, cái này là lột hết đồ ra mà bơm chắc chắn nổ luôn nha. Còn mấy ông gỡ bơm trong kia là sao? Hên xui nó mới nổ thôi. Hên xui nó mới nổ thôi. Mà người ta mặc đồ như vậy đó mà nổ chưa chắc gì sống. Mà con này lột hết đồ vô mà bơm mà chắc chắn nổ nữa thì thôi. À, kiểu giống như đi làm nhiệm vụ mà gia đình nhận huân chương vậy đó. Kiểu giống vậy. Chắc chắn đi nổ đau lắm mà bạn biết bơm hai thì thôi, xin lỗi nha, có xấu xuyên mà để con bơm hai vô mình chỉ đi nhìn thấy trái bơm thôi chứ bạn không có nhìn thấy nó nổ đâu. Tại sao? Xong luôn mà, xong trận luôn. Có kịp nhìn đâu. Thôi cái option của cái con cái bộ cờ nai nó búp giờ đẹp quá nhờ. Nhìn cái dòng dưới chân nhìn đã dễ sợ luôn á. Nhìn nó ngầu đét. Ok, bây giờ trời ơi, bây giờ thiếu một sách nữa mới tục tui chứ. Thiếu nhiều không tức, thiếu một sách á. Không hiểu kiểu gì luôn á. Cái trận đó mà gặp không phải thằng quái là mình đã lên được level 12 rồi đó. Nhưng mà gặp quái nó chỉ có 3 sách thôi. Tục dễ sợ luôn. Ngộ không, cho tao đưa ngộ không vô lấy human ra bớt nha. À, lấy human ra bớt, bây giờ human đâu có cần nữa tại vì mình ui da trứng nè. Thôi, biết sao, tại vì human bây giờ mình chỉ cần có một sách nữa thôi là mình lên được level 12 rồi. À, mà bây giờ để xấu human làm gì, bán bớt mấy human đi. Đúng rồi. À, bán bớt đi, bây giờ lấy con rồng ra để cái này vô lấy bốn xuyên cũng được. À, bây giờ lấy con chó ra để con bơm vô là đủ tiền. À, ú già ngựa, ú già, nhưng mà ngựa này khoan, hai trứng ở đây chúng ta nên để 4 ngựa lẻ. À, biết đâu lên được ngựa ba. Làm gì có cửa bạn, làm gì có tuổi đâu, làm gì có tuổi đâu, tao lên vào 12 rồi. Làm gì có tuổi bạn. Ôi ôi, để kéo con ngựa ra, tại vì sao, hai trứng chúng ta để 4 ngựa lẻ chúng ta dễ dễ ăn hơn. Ok, bây giờ dư từ nha, mua con ngựa vô bây giờ xoay thôi chứ sao giờ, đúng không? Ôi da xoay, ôi da, ôi có ngủ không có bơm luôn mới ghê chứ, bơm hai ngủ không hai, trời ơi ngủ không hai luôn mà. Thôi xong rồi, bài tới công chuyện rồi bạn, bốn xuyên thôi không cần sáu xuyên, ngộ bơm hai vẫn ok nha. bốn 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 xuyên thì ngộ không hai, vậy là bơm hai thôi là cũng đủ rồi, bơm chứ không cần sáu xuyên đâu. 5 xuyên hả? Trời sao sao lẻ dữ vậy nè. Trời ơi, đúng rồi. Nè bơm nổ nè đó, bạn thấy không, nổ đó, bạn thấy bơm chưa, cái này là bơm một đó nha. Cái này là bơm một chứ không phải bơm hai đâu, ghê thiệt.
Bây giờ ngựa ba đi em, ngựa ba đi. Thêm thêm một con nữa thôi là ngựa ba rồi. Một con nữa thôi là ngựa ba rồi, bây giờ đưa hết đồ cho Ngộ Không trước cũng được, hoặc là tại vì đồ này nó sẽ đưa cho được cho ngựa ba. Ngộ Không dùng đồ chung với ngựa ba nha. Cho bằng nào chưa biết là vậy, Ngộ Không sẽ dùng đồ chung với ngựa ba, bây giờ lấy thêm đồ vô đó như cái này. Trời ơi, đồ đạc như vậy thiệt luôn, lấy cái nào cũng được luôn, lấy cái giáp băng nữa, đúng rồi. Còn cái này thì thôi thoải mái. Bây giờ bán con rồng đi, xong rồi mua cứ kiếm con ngựa nữa. Ngựa đi. Không có ngựa luôn. What the fuck? Xạo chó như vậy trời. Không ngựa ba rồi bạn ơi, hơi đen. Nhưng mà Ngộ Không hai này đủ tiền. Làm sao bây giờ mà làm sao bạn giết được Ngộ Không hai của mình đây? Ngộ Không hai full đồ bạn ơi. Nè, nè. Nó đập thẳng vô carry đối phương luôn bạn. Chết người thiệt sự. Ok anh em đang xem, để lại cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình. Nhớ comment bên dưới, anh em sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện cùng tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người. Anh em nào chưa đăng ký hội viên có thể ủng hộ mình một gói đăng ký hội viên nha. Là thank you mọi người. Chúc mọi người chơi game vui vẻ. Bye bye mọi người.